Aduh. Và sau một bị ban thì Nam Blue đã vào đích chính và anh đã được cái tô 1 rồi. Hay quá. Quá hay, phải lấy lại phong độ ngay lắm được. Quá hay à. Đây, chúc mọi người ngủ ngon nha, ngày mai bọn mình lên nha cả nhà. Chúc nào ngủ ngon. Hôm nay anh sẽ ngủ rất ngon đây này. Bạn mẹ mới một ạc rồi, ngủ ngon vãi đứt. Oh. What? What the fuck? You account will ban 3650 ngày vãi trưởng ạ. Bảo trì 10 năm mẹ cái đéo gì này. Có lại data hết chứ, you have been disconnected rồi này. Cái gì nữa, nick chính bị ban luôn này. Ui, nick chính mà cũng dám ban. Mẹ cái bọn này láo thật. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Vâng, một pha giao tranh từ hai phía hai bên. Vâng, bị đốc rồi, phía bên tay trái cây kia. Ui ôi, một pha đéo giật đến từ vị trí của Nam Blue. Đéo tin. Vâng, rất hay. Từ vào khổ lá. Tuyệt vời. Quá hay. Không quen. Một pha giao tranh rất là không công bằng từ phía hai team với nhau. Nam Blue đang thể hiện một màn trình diễn rất là tốt. Anh diễn rất sâu. Bây giờ anh em đi xe đi, anh không đi đâu. Trong tuần đi xe. Không nổi chứ. Liệu team anh ấy sẽ giải quyết team cuối cùng là như thế nào? Không cần hú đâu, tao nghe được. Chúng ta trông đợi vào một pha sấy AWG X6 không dần nữa từ phía Nam Blue để thể gánh team top 1. Chào anh Phương nha. Chào bạn. Hay là đánh em hết đi, hay là bật tính đi nhỉ? Bật tính gì? Bật tính được thì 340 đấy. Anh đi trước đi. Ồ, sao lại bị disconnect rồi? Ồ, disconnect rồi. Data has changed and you have been disconnected. Xong rồi, thằng này khôn, thằng đồng đội biết xong luôn. Đừng nên nói gì hết. Bảo trì à, hack gì đấy? Bảo trì mẹ rồi, bảo trì 10 năm luôn. You account will ban 3650 ngày vãi trưởng ạ. Bảo trì 10 năm mẹ luôn rồi. Làm sao mà chơi? Em đã không nói gì rồi. Sao lại bị ban ta? Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quá. Không biết đệ tử nên nói gì với sư phụ bây giờ. Nó là lỗi game. Lỗi cái data là cái kiểu cái dữ liệu. Đúng rồi, dữ liệu trong game, can thiệp vào dữ liệu trong game. Làm sao? Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Bây giờ không thì không biết phải làm sao nữa. Đây, bây giờ thì có khi phải gọi là gọi thư đến đây thôi. Vãi trưởng ạ, sao lại bị ban ta vãi trưởng? Ta cũng không biết sao bị ban. Nó bị lỗi. Khó hiểu vãi lộn. Lỗi dữ liệu. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ đéo hiểu phải làm thế nào? Vào khác đi. Đúng rồi. Mẹ hack thì bây giờ bị ban thì phải dùng khác vào mà hack tiếp. Đậu xanh vãi xoài. Mọi thứ xoài thật hơi chua. Hơi chua từ vị trí của Nam Blue. Vâng, mà sau một pha sấy AWG không giật thì anh đã bị ban. Đưa lên Vina Game được không? Được. Được. Đưa lên. Đéo. Đéo và đéo. Ok, xong. Ok, về. Lại đưa lên Vina Game này. Lại có cớ rồi. Rồi, các anh em lại có cớ chửi nó rồi. Không có cái cớ này làm sao mà chửi nó bây giờ thì mày bàn lòi mắt. Cho sáng nhất YouTube lên anh em. Quốc tế. Không, cái này là cái dữ liệu game thôi. Hack bản quốc tế phải để kiện Vina Game cho đòi lại cho. Sư phụ vào nick mới đi. Sư phụ vào nick chính đi. Liệu game thôi. Ừ, xong bật hack lên tiếp lên rồi mình tính tiếp. Không sao đâu nhỉ. Thế bảo thằng Du cũng bị à? Đúng rồi, thằng Du cũng bị. Như kiểu anh Dũng trường đâu, trường nào trường. Anh Dũng trước cũng bị ban xong rồi gọi cái là được mà. Ừ đúng rồi, gọi cái là nó mở cho. Tiếng rưỡi thôi, hiểu không? Nhưng mà bây giờ ý là nó ban nó tự mở á hả? Ừ, 10 năm xong nó mở cho. Gọi lên ban mở cho anh Dũng luôn. Được mở. Thế đọc cái số tổng tài là anh gọi luôn à? Gọi Thư ấy. Đây. Làm việc không? Đúng rồi. Gọi Thư đi. Không, gọi chứ. Ừ, gọi Thư. Pat là bạn anh Nam Blue. Nó mở cho. Nhanh lên. Số bao nhiêu? Nhanh còn kịp.
để bảo nó đoán xem là tao đã làm gì mà bị ban. Cuối đâu nhỉ? Vâng, và chúng ta lại có mặt ở đây với cả anh Nam Blue. Và đây chỉ là người cuối cùng rồi. 2v1 đến từ vị trí của team Nam Blue. Đâu rồi? Thằng cuối đâu rồi? Cái như dưới này rồi, 40.000 đấy rồi. Ném bom chết cụ mày. Sao sao đấy đấy, sao sao đấy. Sao sao bên trái tí nữa. Ôi, ở ngay dưới. Tự bom sang mà. Ngay dưới. Úa. Okay, quá hay ạ. Kiểu gì nó dưới này rồi. Tôi mua rồi. Quá hay. Adu. Và sau một AB3 thì Nam Blue đã vào nick chính và anh đã được cái tôm 1 rồi. Hay quá. Có hai phải lấy gạn phong độ ngay lắm được. Có hai à? Okay, chúc mọi người ngủ ngon nha, ngày mai bọn mình lên nha cả nhà. Chúc nào ngủ ngon. Hôm nay anh sẽ ngủ rất ngon đây này. Bạn mẹ mới một ạc rồi ngủ ngon vãi đứt. Ô lại cái đéo gì này. Ô lại data has changed, you have been disconnected rồi này. Chết sao này. Cái gì nữa, nick chính bị ban luôn này. Ui, nick chính mà cũng dám ban. Mẹ cái bọn này láo thật. Kiện thoát Facebook của mình ra nhở? Facebook bị rip bá rồi. Ủa bạn đâu lại hack con mẹ cái Facebook của người ta rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Mẹ cái thằng này nó hay, cái thằng bạn này là hay nó kháy ông Nam lắm cái này. Mẹ bạn tốt. Chết rồi, giải quyết nhanh đi. Mẹ không, người ta nó phẫn nộ rồi. Cái dư luận nó phẫn nộ rồi kìa. Còn chúng bức xúc rồi kìa. À được, vẫn vào được bình thường, quên mất. À đồ, vẫn vào được à? Chết rồi. Tưởng lại bị ban chứ lại. Không bị ban thì thôi vậy. Có vẻ trước kia bạn chưa từng đăng nhập từ trình duyệt này rồi. Để lấy cái mã vào nè, gửi mã đi. Anh lạc lối. Nhiều lúc bôi rồi. Ôi ôi, mua luôn mày cứt. Đích chính bị ban luôn. Chết rồi. Cái này là bị chính ban 10 năm rồi. Ôi bị report rồi, report mẹ report nhiều quá, bị ban của mẹ 10 năm luôn. Bị report mẹ, người ta report ông, người ta report lâu rồi mà bây giờ mới bị ban đấy. Đúng cái nghề người sau khi người ta update thì vào hack bị ban. Khổ. Report nhiều quá. Anh em bớt đi. Chụp lại bức ảnh này là. Chụp ngay. Chụp lên gửi cho thương. Cái này là chắc chắn là mình bị chơi xấu, bị report mọi người. Đúng nhá. Rồi. Cái ai là chơi xấu là anh Nam thì dừng lại ngay đi. Là bị report quá nhiều. Đúng rồi. Đéo tin. Khổ. Cái này mình sẽ gửi lên video game sau. Cái này, những thông tin về các cái ban nick này mình hứa mọi người là mình sẽ làm trong thời gian sớm nhất cho mọi người. Cảm ơn Nam. Không để mọi người đúng lo rồi. Lắng. Đúng rồi. Phải mình phải trong ngày mai. Cứng rắn lên. Bây giờ thì xin chào mọi người nha. Bye bye. Ngày mai đéo được thì bố phải. À, lấy lại cái ID giùm anh cái Tuấn. Tuấn. Và chúng ta sẽ chờ xem là ngày mai Nam Blue có lấy lại được nick Tuấn của mình không. ID xin chào các bạn. Nick chính. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Hãy vui lên nhé và hãy ủng hộ cho Nam Blue nào. Cái này là bị bọn nó report này. Các anh em đừng report Nam nữa nhé. Khổ thân Nam. Ok. Bye bye mọi người nhá. Xin chào Nam. Cái này là mình bị chơi xấu rồi. Và xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.